Ô là là, hôm nay có giày mới, cùng xem mình đã làm được gì với nó nào. Đỡ bóng lên, tâng bóng qua đầu, qua người điệu nghệ. Kiểm soát bóng bằng gầm, đặt lòng chính xác. Trời ơi, hay quý ơi. Tiếp tục kiểm soát bóng bằng gầm giày, nhưng là chân trái. Chivela truyền cho đồng đội. Về lại, Bảo Nhật. Và dĩ nhiên, nếu không ghi bàn thì kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Hello ơi. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Thi Tài Soccer. Mình là Phạm Trọng Thi. Hiện tại là mình đang có mặt tại Thanh Hùng Futsal để nhận đôi giày mới cho hành trình bóng đá sắp tới nha. Chi nhánh mình đang có mặt là Thanh Hùng Futsal Flagship, 48 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và vũ khí mình đang cầm trên tay đó chính là đôi Nizer Mercurio Vapor 15 Pro TF. Đây là mẫu giày đá bóng đế TF dành cho sân cỏ nhân tạo 5-7 người nằm trong bộ sưu tập Ready Park ra mắt vào tháng 8 năm 2023 của Nike. Đôi giày này có upper làm bằng da tổng hợp cao cấp và sợi dệt. Trên bề mặt upper, chúng ta có thể thấy được các vân Hyper Screen 3D được thiết kế để mang lại cảm giác thật chân khi chạm bóng. Ở thế hệ 15 này, hãng đã phủ thêm lớp Nike Skin trên bề mặt upper làm tăng độ bám bóng, từ đó kiểm soát bóng và rơi bóng tốt hơn. Và đây là phiên bản Pro có phần lưỡi gà liền với cổ giày, chất liệu vải dệt có độ co giãn cao. Đế TF đá cỏ nhân tạo và bộ đệm được giữ nguyên công nghệ Zoom Air như đời 14, mang lại cảm giác êm ái đàn hồi cho đôi chân. Ta-da! Cầu thủ đại diện cho mẫu giày Vapor 15 Pro màu trắng này đó chính là Bruno Fernandes của câu lạc bộ Manchester United. Cảm ơn Thanh Hùng Futsal đã cho mình được trải nghiệm thử mẫu giày này. Ở đây còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Anh em muốn mình thử trải nghiệm mẫu giày nào thì thả vào comment cho mình biết một cái tên với nhé. Và giờ thì ra sân thôi. À quên, có giveaway nha. Anh em hãy comment 3 tình huống mà anh em ấn tượng nhất trong video clip này. Một voucher giảm giá 500.000 khi mua hàng tại THF sẽ dành cho anh em nào có comment hay nhất. Hôm nay thì mình có trận banh cùng với đội GMB của anh Lâm Rô Béo tại sân Bình Thạnh Sport Park. Ê chà, sân này giờ nó cũ quá rồi, cao su và cỏ đang thui thùi lùi luôn. Rồi, hôm nay mang đôi giày trắng này thì xác định luôn nha. Mà cũng lạ ghê, trước đây mình từng mang mẫu Vapor 15 Pro TF này màu hồng, thấy không hợp form chân. Vậy mà không hiểu sao màu trắng này thì lại hợp form, khó hiểu thật chứ. À, tiện thể nói anh em biết luôn, form chân mình là form chân bè nha anh em. Form chân nha anh em. Ok, thay đồ rồi, chuẩn bị vô chiến thôi. Rồi, vô anh Lâm ơi. Phát pha này vô ha. Tài ơi, thay người này ơi. Lướt tới, kiểm soát bóng bằng gầm giày. Ô là là, A băng tè le hộp me luôn. Dắt bóng vô giữa, ta-da, Phước Xuyên luồn sau lưng nè. Dứt điểm, không vào. Thêm một cú đá nữa. Phương ơi. Sút thẳng vô canteen luôn. Cú sút phạt của đội bạn vào thẳng biển quảng cáo. Ê da, sân này giờ ánh sáng nó cũng yếu rồi, nên quay hình ảnh nó cũng không được rõ nét cho lắm. Cắt xuyên. Đường chuyền rất tốt của Nhật Linh. Dứt điểm một chạm. Và đó là bàn thắng của Quỳnh Phương. Ôi là là, anh Lâm Rô Béo đã vào sân đá trung vệ nha anh em. Em cánh. Nhận bóng, dắt bóng quay lên, sau đó làm động tác giả quay về. Lên kìa. Úi chà, chọc khe hay quá anh ơi. Dạ lên. Ây da, bánh mì kẹp thịt. Anh đá cho lên ơi, đi trong đi trong. Rồi, xuống đây. Tính đá mà không có ai có khoảng trống để đá hết. Ở đây được nè, giật gót. Không vào. Đông như thế kia giật gót thì làm sao ăn thua đây. Quay ở bên trái nhìn một cái, quay vô bên phải nhìn một lần nữa. Một chạm cho đồng đội nè. Ô là là, Nhật Linh đang băng lên rất chống chải kìa đồng đội ơi. Lại là bánh mì kẹp thịt chăng. Dứt điểm kỹ thuật. Hay Linh ơi. Một pha cắt bóng tốt của Thành Nhật. Chuyền bóng cho Cương Seven. Giữ bóng một cái, quan sát cánh phải, chọt khe cho đồng đội. Chuyền ngang, cơ hội. Không được rồi. Bước một tốt của Quỳnh Phương. Bước lên. Cương Seven rất chống chải ở hành lang cánh phải. Cơ hội cho Quỳnh Phương, vẫn chưa có cú dứt điểm.
Bây giờ Lâm rô béo. Lâm. Quả người hay. Ây da, bị bọc lót rồi. Bây giờ còn có mỗi một mình ở dưới này thôi. Hai cầu hai cánh đang lui về rất nhanh. Dứt điểm. Đá rồi, không vào. Một chạm. Hay quá đồng đội ơi. Ô là là, cắt chéo vô giữa là có khoảng trống liền. Nhìn một cái trước khi nhận bóng, outside tích. Ây chà, Chivilla ra trước mặt là ok rồi. Nhưng không sao, chuyền qua đây cũng được. Đây. Nhấn ra trước mặt một cái, tính dứt điểm nhưng mất đà. Thôi, không dứt điểm nữa. Dạ lại cái. Rồi đưa đi. Đưa đi. Đối đầu 1-1 với cầu thủ đội bạn. Vừa rê bóng, vừa quan sát. Ở đây có khoảng trống, nhấn ra trước mặt một cái. Chuyền cho Cường Seven, nhả về tuyến 2. Bây giờ là Bình Phương. Làm gì đây? Lắm. Cơ hội. Khó gì vậy? Quyết định dứt điểm thẳng. Hơi cao. Rồi, hết hiệp 1 luôn. Và bây giờ là hiệp 2 của trận đấu này. Đỡ banh hả? Chà, trái banh khác với hiệp 1. Lên. À ha, hậu vệ biên bên cánh phải là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Cánh trái có Thành Nhật đang băng lên, nhưng có vẻ hơi bí. Thả trước mặt cho Phước Xuyên. Quả người hay. Chân trái nè, trời ơi. Dã man, một cầu thủ áo xanh đội bạn pressing ba cái bóng áo cam đội mình. Quan sát sau lưng có khoảng trống, tách xuống đáy nè. Nhận bóng ra biên. Kiếm 30k nhưng không thành công. Sớm chung. Phước Xuyên. Phép sót diệu nghệ. Bỏ Nhật. Một chạm sang cột 2. Kiến tạo gọn gàng cho Nhật Linh. Hello ơi. Ôi là là, có kiến tạo với vũ khí mới nha. Đã hết hồn luôn đúng không? Đã cho anh hết hồn luôn đúng không? Nhật. Thả trước mặt cho Nhật Linh. Giật gót kỹ thuật. Chung được. Phước Xuyên xuất xa. Không vào. Trời ơi. Inside touch. Body fan. Inside pass cho Nhật Linh. Vẫy Kiên Trung di chuyển xuống đáy biên. Nhưng có vẻ anh ấy không hiểu ý rồi. Chuyền cho Phước Xuyên. Xuất xa. Không vào. Lại tiếp Trung ơi. Red luôn Trung. Anh Lâm rô béo. Ô là là, skill của China Thiếp nhưng không thành công. May quá, mình đã kịp bọc lót cho anh Lâm rô béo. Không có ai hết, đội bạn đã chủ động lùi sâu. Si. Tấn công ở hành lang cánh trái. Một chạm giữ, chân trái chuyền vào trong. Phước Xuyên. Chết, Xuyên ơi. Phản công cho cầu thủ áo xanh. Và bây giờ là tình huống 3-3. Đối diện thủ môn. Dứt điểm. Hay quá thủ môn Phan Tuấn ơi. Quỳnh Phương cắt dọc biên. Một chạm luôn. Ây da. Anh quan sát em cái đầu rồi. Chạm gì? Chết tôi. Lũi vô ba cái bóng áo xanh. Ẩu dễ sợ ẩu. Lâm rô béo. Đảo chân step over. Chích mũi rất chống chải cho đồng đội. Đường căng ngang của Phước Xuyên. Vẫn chưa dứt điểm. Trả bóng lại cho anh Lâm rô béo mà gãy rồi. Bây giờ thì bóng đã đến chân nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Thả đẩy cho anh Lâm rô béo. Cơ hội cho Phước Xuyên. Lụm luôn Nhật. Dứt điểm. Dội chân một cầu thủ áo xanh văng ra ngoài. Quan sát. Lớp bóng kỹ thuật. Trời. Đây Trung. Trung giữa luôn, ok hai anh. Cú sút chân trái của anh Nguyễn Văn Trung. Thôi Trung ơi. Bắt bài nè, xích tí thì cắt được. Ở đấy có đồng đội của mình, che hướng quay về, dồn đối thủ vào hướng của đồng đội. Lấy. Ba kẹp hai một Trung. Nè. Quay lại Trung ơi. Trung bên đây à Trung.
quyết định dứt điểm từ rất xa. Bóng dội ra ngay vị trí của mình. Outside tích bằng chân phải, trả về tuyến 2 cho Nguyễn Văn Trung. Ô là là, bóng từ từ lăn vào lưới luôn. Vô tình luôn trời. Ta đa, vô tình luôn. Kiểm soát bóng ở biên, lắc giữa, chuyển sang biên phải. Giữa rồi, xuyên rồi. Lại Trung, Hải Trung. Gãy nhẹ. Hay lắm. Trời ơi vậy. Trời đất ơi, đội bạn kiến tạo cho Thành Nhật ghi bàn. Tự Phương. Wow, và Chivilla rất điệu nghệ của Quỳnh Phương. Chông. Đỡ bóng ra trước mặt bằng chân trái, dứt điểm bằng chân phải. À, sẽ không ra trời. Lấy Nhật. Theo mình quan sát thì cầu thủ số 16 là hay nhất bên team áo xanh rồi đó, nhưng có vẻ hơi đơn độc. Quyết sớm, quyết à. Chung. Thêm một cú đá bằng chân trái nữa của anh Nguyễn Văn Trung, bóng đi thẳng vào hàng của viên đội bạn. Quan sát sau lưng trước khi nhận bóng, tâng bóng qua đầu, qua người điệu nghệ. Giữ ra, giữ. Tính kiếm cái háng nhưng không thành công. Nhật. Hứa lòng truyền bóng cho Thành Nhật, cong queo luôn. Ôi chết Nhật ơi. Lướt lên quyết, hay. Ý da, thủ môn đỡ bóng lội. Cơ hội, cơ hội. Trả về tiếng ơi. Đường truyền sang cột 2 cho anh Xuân Quyết. Và bàn thắng dễ dàng của chủ tịch Stepin. Lại như bàn nữa rồi. Quan sát sau lưng trước khi nhận bóng, không có ai, thoải mái quay lên. Đường truyền qua Xuân Quyết, đối chống chạy, chích mũi. Ây da, ngay lưng đồng đội. Lấy. Nè, Trung. Đợi anh Trung tiến lại gần, nhả cho dứt điểm. Nhưng anh ấy chạy vào trong, quyết định đột phá. Đối diện thủ môn, dứt bóng kỹ thuật. Trời ơi, dở Nhật. Thôi. Đỡ bóng bằng má trong. Quan sát đồng đội, chọt khe qua hai chân đội bạn, không thành công. Quỳnh Phương lóc người hay, dắt bóng vô giữa. Tiếp tục là một pha lớp bóng kỹ thuật. Nguyễn Văn Trung, vô lê, không vào. Dĩ Tùng, đợi về Tùng. Một chạm đỡ, một chạm truyền. Trời ơi, hay quý ơi. Xích tí thì Xuân Quyết có bàn thắng thứ hai. Dĩ Quyết, Dĩ Quyết. Hay, Dĩ Quyết. Sao, dĩ đi. Trời đất ơi, hai người bị qua luôn. Tình huống 4-2 cho đội bạn. Hay quá thủ môn Phan Tuấn ơi. Rồi, chứ che bên đi. Cú treo bóng thẳng của các thủ áo xanh. Không có gì khó đối với thủ môn Phan Tuấn. Làm gì đây? Bình tĩnh dắt bóng tốc độ. Dừng lại rồi, quan sát đồng đội. Cái nữa. Hai. Ô là là, bàn bật hay quá. Lâm. Lâm. Anh Lâm rô béo. Hai. Đi bóng. Chọt khe cho anh Nguyễn Văn Trung. Hai Trung ơi. Trời ơi. Như vậy là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã có bàn thắng thứ hai trong trận thi đấu này. Trời Trung ơi. Ui da, ở giữa chống chải quá. Xuất xa. Không vào. Hai Tuấn ơi. Lại Tuấn. Tuấn. Xời, thảy chơi banh khó chịu ghê. Vẫy má ngoài cho đồng đội. Nhật Linh đang lao lên, rất chống chải. Tự dấp banh té luôn trời ơi. Chơi biên. Chơi biên Lâm. Đối đầu 1-1. Cầu này chân trái, cái che đường về thôi. Ây chà, xích tí thì lấy được. Canh me kiếm ba chục của mình nè. Và bây giờ là cơ hội cho cầu thủ áo xanh. Hay Tuấn. Hay quá gật cá ơi. Và dàn xếp đá phạt góc của thủ đội bạn. Dứt điểm. Qua trường học bên kia luôn. Rồi gọi cho anh kia rồi.
Rồi còn trái kia kìa, đây tùng luôn, mày đang vô tùng tùng kéo gầm lắc giữa giật gót cho Nhật Linh dứt điểm chân trái hơi nhẹ. Và đó là tình huống cuối cùng trong trận thi đấu này. Ủa sao anh đeo cái đó? Đo nhịp tim hả? Đo nhịp tim. Và bây giờ là đánh giá của mình. Phơm bè nên mang đôi này khá ok, không lo bị kích hai bên. Cổ thun nice skin nên xỏ vô hơi khó. Thời gian đầu cần dùng dụng cụ xỏ dày cho đỡ vất vả. Sau này khi nó giãn ra rồi thì xỏ dễ dàng thôi. Đinh TF khá bám sân và nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc kiểm soát bóng bằng gầm giày. Miếng lót giày cũng hơi trơn, giống dòng Vapor 14 mình hay xài, nên cảm thấy cái lòng bàn chân nó hơi trượt trượt với đế giày. Anh em hãy chọn cái vớ nào bám với cái miếng lót giày này là ok thôi. Đôi giày nào màu trắng thì anh em hiểu rồi ha. Đá một trận thì dơ hay luôn, nhưng giặt một cái sẽ trắng sáng trở lại. Đôi Vapor này cũng khá nhẹ, di chuyển thanh thoát, sút bóng cũng khá ổn, đặt lòng tốt. Nói chung là về chuyên môn thì không có gì để bàn. Anh em thấy mình xài đôi này đã khá tốt đúng không nào? Ok, hết view clip nha. Hẹn anh em một view clip trải nghiệm đôi giày khác. Bye bye.